Trước tình hình diễn biến phức tạp của cơn bão số 9, chiều nay Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng đã đến kiểm tra công tác ứng phó phòng tránh bão tại cảng Đà Nẵng. Cùng đi có Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh và đại diện các sở ngành đơn vị liên quan. Báo cáo với lãnh đạo thành phố, ông Trần Lê Tuấn, Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Cảng Đà Nẵng cho biết, sau khi có thông tin về cơn bão số 9 sẽ đổ bộ vào miền Trung, ngay từ chiều ngày hôm qua, Cảng Đà Nẵng đã họp Ban chỉ đạo phòng chống lụt bão và triển khai nhiệm vụ. Theo đó, từ 6 giờ sáng nay, Cảng Đà Nẵng đã tạm thời đóng cửa, không cho người và phương tiện ra vào cảng, khẩn trương bốc dỡ hàng container 2 trên 6 tàu thuyền có trọng tải lớn đang vào cập cảng để kịp 12 giờ trưa nay, tất cả các tàu phải rời cầu cảng ra ngoài khơi neo đậu an toàn. Đối với kho bãi, Cảng Đà Nẵng đã triển khai chằng chống, các tỉa cây xanh, sắp xếp container theo từng khối, chằng chống cẩn thận tránh ngã đổ, hạ độ cao các cần cẩu, neo cố định. Từ hôm qua đến nay cũng đã là đẩy, trước hết là đẩy nhanh cái tiến độ mà khai thác tàu để giải phóng hết những cái tàu đang neo đậu trong bờ, là như anh thấy đó, bây giờ là bọn em tàu đã không còn ở đây nữa, và tất cả các kho đã chèn, đã dằn gia cố lại hết, và cũng đã tới bây giờ là nói chung là đã ổn định. Còn về bãi container chúng em đã sắp xếp lại hết theo đúng quy định, công trống thì khoảng hai hàng, và không có hàng thì ba hàng. Còn về con người thì chúng em cũng đã có cái công văn khẩn theo chỉ đạo của thành phố, thì 20 giờ tối nay là tất cả là không có đi làm, cũng như là cũng tại nhà cũng không được ra ngoài. Và tới 18 giờ tối nay tụi em là cơ bản là hoàn thành xong cái việc chống bão. Sau khi kiểm tra khảo sát tình hình thực tế tại hiện trường cảng Tiên Sa, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng đánh giá cao tinh thần chủ động triển khai ứng phó phòng tránh bão của Ban phòng chống lụt bão cảng Đà Nẵng, đặc biệt đã sẵn sàng điều động tàu lai chắt hỗ trợ ngư dân gặp nạn trên biển. Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng lưu ý, theo dự báo của Đài khí tượng thủy văn Trung ương thì cơn bão số 9 rất mạnh sẽ đổ bộ trực tiếp vào các tỉnh miền Trung. Đà Nẵng gần tâm bão nên công tác ứng phó phòng tránh bão phải đặt lên hàng đầu, không được lơ là chủ quan. Lưu ý đối với anh em cái lực lượng làm cái nhiệm vụ phòng chống bão của cảng, nên là đề nghị lãnh đạo cảng hết sức quan tâm chỉ đạo và có cái thông tin cập nhật. Cái thứ ba nữa là chủ động phối hợp với các cái lực lượng của thành phố trong cái việc mà điều các cái phương tiện ứng cứu các cái tình huống trên biển. Rất là hoan nghênh trong cái đợt vừa qua thì cảng đã có cái chủ động trong cái việc xử lý và cứu hộ cứu nạn an toàn trong cái đợt vừa rồi.